từ sâu hàng bến, tay trong tay họ dắt nhau đi đến bến bờ của tình yêu. Anh sẽ đón em về cho thỏa nỗi chờ mong. Vâng thưa quý vị, chú rể Văn Chạp sinh ra tại bản Một Thâu, Xuân Thường, Bảo Yên, Lào Cai. Cô dâu Hoàng Mến sinh ra tại bản Bảy, Xuân Thường, Lào Cai. Hai bạn đã trao cho nhau một tình yêu trong sáng, trao cho nhau một tình yêu chung thủy. Để rồi trăm năm thì tròn lấy một ngày tròn lấy một giờ là đây. Và giờ ngày hôm nay giờ đẹp, bắt đầu chúng tôi xin long trọng công bố đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Chạp và Hoàng Mến. Xin được phép bắt đầu. Vâng kính thưa quý vị, hôm nay thì trời nhẹ mây cao, ở đâu có cuộc tân hôn nồng nàn, nồng nàn dân tiền âm vang, ghi cho hạnh phúc của nàng cùng em. Kính thưa quý vị, chim khôn thì đầu nóc nhà quan, trai khôn rừng bờ gái ngoan gà chồng, hôm nay là lễ tân hồng, mừng cho hạnh phúc bản nồng từ đây. Và kính thưa quý vị, chú rể và cô dâu, khi hai trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập, cùng chảy cùng chảy chung một dòng, thì ngày hôm nay đại lễ thành hôn đó chỉ là minh chứng cho tất cả tình yêu của đôi bạn trẻ. Và chúng ta cùng nổ thêm một tràng hoa tay thật lớn nữa, cùng chúc mừng cho bạn trẻ chắc năm tình thương mà bắt đầu nhiều thứ đây. Vâng kính thưa quý vị, chú rể và cô dâu đang đứng hiện diện tại sân khấu hội trường chính. Và trong ngày hôm nay thì ban tổ chức cùng xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu tình yêu, cùng chứng kiến một giây phút rất là quan trọng khi người con trai và người con gái đã xây dựng gia đình. Và xin mời chú rể và cô dâu xin hãy mời hai em sẽ đây là hòa nhau và chào cho nhau chức được yêu thương. Một lần được xin chọc kính mời. Vâng kính thưa quý vị, chức nhận là một vòng tròn không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc. Và khi người con trai và người con gái đã trao cho nhau thì các bạn trẻ sẽ đi đến sắp cuộc đời. Vâng kính thưa quý vị, người xưa thường nói câu như thế này ạ. Con người thì phải có tổ có tâm, như cây có tuổi nhưng sông có nguồn, cây có tuổi mới nở cành xanh biếc, sông có nguồn mới biết đằng lâm sâu, mà lên non thì mới biết non cao, sinh con mới biết công lao đất trời. Và để rồi ngày hôm nay con đi xây dựng cuộc đời, những người làm cha làm mẹ cũng có đôi lời với con, và được sự ủy quyền của bên phía ông Mười bà Thạch thân sinh ra Hoàng Mến thì cử ông trưởng đoàn, đó chính là ông Quỳnh. Và bắt đầu chúng ta cùng xin chân trọng mời ông Quỳnh trở về sân khấu tình yêu. Một chàng với tất cả lớn cùng chào đón trưởng đoàn phía máy đỏ hoàng nhà gái trở về sân khấu tình yêu. Thưa quý vị, thưa toàn thể hội hôn, thay mặt cho gia đình nhà gái, lời đầu tiên xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà gái, nhà trai dành cho phái đoàn nhà gái chúng tôi. Vâng, các cụ ta có câu trai lớn thì dùng vợ, gái lớn thì gả chồng. Cháu mến và cháu chắc là mối lương duyên trời xe, và hôm nay hai cháu đã nguyện kết tóc thế duyên, tiến đến trăm năm hạnh phúc. Cháu mến nhà chúng tôi tuy tuổi đã trưởng thành nhưng kinh nghiệm trong cuộc sống còn non kém, rất mong được sự chỉ bảo của các đấng sinh thành, nhất là bố mẹ bên nhà chồng, để con cháu chúng tôi trở thành người con ngoan, dâu hiền, thành người vợ đảm đang. Xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho các cụ ông cụ bà cùng toàn thể quý vị trong hội hôn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu rất ngắn gọn của ông trưởng đoàn phía bắc đảo nhà gái. Và kính thưa quý vị, nhà gái thì phát biểu rồi, nhà trai cũng có đôi câu để đáp từ, để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ bền lâu suốt đời. Bắt đầu chúng tôi cùng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị ông trưởng đoàn phía phái đoàn nhà gái, được sự ủy quyền hòa nhà trai, được sự ủy quyền của ông Tiết Bà Khó. Xin mời ông đi trở về sân khấu tình yêu cùng có đôi lời trước hồi hôn. Chúng ta cùng người một chào với tên tên lớn cùng chào đón ông Trương Bà Hoàng nhà trai trở về sân khấu tình yêu. Và tôi
tôi xin bên nhà gái và nhân viên nhà trai bao giờ được sang bên nhà gái đưa cháu về đến nhà trai để làm tổ ấm cho gia đình ông tiếp. Tôi chúc kính thưa các bà và các cụ và các ông, các già trẻ, các thành niên và các già làng, anh em và các cháu, mà tôi có một đôi lời là hai bên bố mẹ đến giờ dốc này là tìm ngày tốt, ngày đẹp lành tháng tốt và năm tổ chức cho hai đứa cháu. Từ hôm nay trở nên hai đứa cháu là thành công một vợ chồng gia đình, sau tương lai xây dựng tổ ấm cho bên nhà trai tôi. Trên hết đây ạ. Chào. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của ông Trừ Đồ Hòa Nhà Trai. Và xin mời hai ông trẻ thiện về cùng nhau bắt tay một cái bắt tay thật để kết chặt tình thông trạng. Một cháu rất là lớn đấy quý vị. Và xin mời hai ông trẻ về vị trí danh dự của mình để cùng chứng kiến những giây phút tiếp theo của đôi bạn trẻ trong ngày vui ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, ai chấp hành cho chim bay về tổ ấm? Ai đã đưa lối cho đôi bạn trẻ vào tương lai, bắt đầu rồi xây dựng cuộc đời? Và bây giờ, bắt đầu chúng tôi cùng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị những nghi thức quan trọng trong này. Đầu tiên, nghi thức đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy về bàn tiệc thứ nhất, đó chính là cách bắn tình yêu và thắp lên ngọn đến lung linh của tình yêu soi sáng cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa xin mời chú rể và cô dâu, xin mời hai em sẽ thắp lên ngọn đến tình yêu. Với kính thưa quý vị, ngọn đến tình yêu, ngọn đến lung linh đã được thắp lên sáng soi cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Nó minh chứng cho tình yêu tươi sáng và thắp sáng cho tương lai. Và xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ cắt chiếc bánh ra làm ba phần. Lần thứ nhất tượng trưng cho đất, lần thứ hai tượng trưng cho trời, lần thứ ba tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Với kính thưa quý vị, bánh là tình cảm giữa nồng mực cho hạnh phúc vợ chồng nên đôi. Và thương nhau thì cắt bánh kết hôn, yêu nhau trọn kiếp trọn đời thủy chung. Và tiếp tục xin mời hai em sẽ trở về bàn tiệc thứ hai, đó chính là rất nhiều tình yêu. Một cái lắc đặc mạnh của chú rể đã đưa chai champagne thành công trong chai lần đầu tiên. Xin mời hai em sẽ tay trong tay rất ra thắp nhiều tình yêu. Với khi tôi có thể nhận lạc khỏi pha với rượu hồng, đất thực trên cho tình bằng đồng vợ chồng tương lai. Với khi tôi có thể nhận dòng rượu đang chảy tràn trên tháp ly, đất thực chân tên những con suối chảy về sông lớn, đất những con sông lớn chảy về biển cả. Với khi tôi có thể mềm từ những một chén rượu này mà chẳng có chịu uống mà lòng đã say, nếu mến là chén rượu cay thì chén tay xin uống để say suốt đời. Xin mời hai anh sẽ tiếp tục chai rượu thứ hai. Vâng, kính thưa quý vị, tất cả văn giá thì đã rất là có kinh nghiệm ạ, chai thứ hai vọt mạnh luôn ạ. Vâng, xin mời tiếp tục, xin mời hai em sẽ rót hai ly rượu giao bôi và tiếp tục rót vào tắp ly tình yêu. Vâng, kính thưa quý vị, rượu là tình cảm rất mừng, mừng cho hạnh phúc bạn nồng lên đôi, thương nhau thì nhất chén ly đôi, tôi sẽ để vẫn tôi mời thay đổi vẫn chẳng được lớn đi vậy. Và tiếp tục xin mời xin giải phát trạng với cô dâu Hoàng Bền, xin mời hai anh sẽ cầm hai ly rượu ra bôi ra lửa trung tâm sân khấu tình yêu, cùng đan tay uống rượu ra bôi. Xin mời hai anh sẽ trở về trung tâm sân khấu tình yêu. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta cùng rót ra những chén rượu hồng của tất cả quý vị ở hội trường cưới đây được không ạ? Chúng ta cùng chung vui, cùng chúc mừng với chú giải phát trạng và cô dâu Hoàng Bền trong ngày hôm nay được không ạ? Chúng ta cùng nhìn lên sân khấu và rót ra những chén rượu, và xin mời cô dâu và chú rể hãy quay vào nhau một góc yêu thương, cùng đan tay để uống rượu giao bôi, và chúng ta cùng hô và chúng ta cùng hứa đúng không ạ? 3, 2, 1, xin mời.
Vâng, kính thưa quý vị, chiếc rìu ly rìu sao tươi của đôi vợ chồng đã thành công tốt đẹp. Và khi hai bạn uống rìu sao tươi thì bắt đầu chúng tôi cùng nghe những anh thanh niên ở dưới hôn trường cưới bảo chú rể và cô dâu là hôn đi. Được không quý vị, được không ạ? Một trắng lên bằng lớn như vậy. Và nụ hôn này thì diễn ra một giờ đồng hồ trước mặt quý vị cùng gắng được ạ. Và bắt đầu chúng tôi cùng khuyến cáo các em nhỏ từ dây bí độ tuổi 16 tuổi chỉ nhìn mà không được bắt chước là tránh tình trạng là bị phê. Được không ạ? Và xin mời chú rể và cô dâu quay vào một góc yên tâm. Hôm nay thì cưới tại sân nhà cho chú rể 3 giây vừa lấy đà vừa hôn ạ. Cô dâu chỉ việc đứng im bắt tim diêm tim giật giật và chờ nụ hôn của chú rể mà thôi. Và chúng ta cùng hướng mắt lên xe của tình yêu. Xin mời chú rể tóm vào chồng mềm của cô dâu ạ. Tóm vào phần mềm của cô dâu ạ. Đó chính là bờ eo ạ. Vâng. Và xin mời cô dâu tóm vào cái phần cứng của chú rể ạ. Đó chính là bờ vai. Các anh em đang thanh người tú ở dưới này cứ hiểu nhầm cười liên tục ạ. Vâng, chúng ta cùng đếm đúng không ạ? 3, 2, 1, xin mời. Vâng, một nụ hôn thì diễn ra rất là nhanh nhưng mà rất là phê đó quý vị. Và nụ hôn này sẽ có lưu lại vào kênh của Sơn TV. Sẽ có một nụ hôn rất là đẹp. Hiện tại quý vị đang chứng kiến đại lễ thành hôn của chú rể Phương Văn Tráp và cô dâu Hoàng Mến dưới sự chứng kiến đông đảo của tất cả quý vị. Và cùng chứng kiến nhà quay phim, nhà quay YouTube rất là nổi tiếng Sơn TV cũng đã có mặt tại hội trường tới ngày hôm nay để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa chúng ta cùng chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, đa tử đa quen đa phú quý, tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa. Chúc cho hai bên gia đình vợ như tình, tình như phúc, hạnh phúc như hoa mai, tương lai như hoa đảo, rạng rỡ như biển cả. Và chúc cho tất cả quý vị có khách quý hiện diện tại khán phòng cưới ngày hôm nay một bữa tiệc hạnh phúc tràn đầy niềm vui. Một lần nữa xin chân trọng kính mời. Vẫn là một cái phong tục truyền thống của người dân tộc Giao Tuyển thì thường thường trong các đám cưới là sẽ có những phần quà cho khách mời đến ăn cỗ. Thì sau khi đi về thì sẽ mỗi người sẽ được một cái gói quà, gói xôi như này các bạn nhé. Và bên nhà trai hôm nay thì đã chuẩn bị ra đây là 3 sọt xôi rất là to. Và lượng khách ngày hôm nay ở nhà chú rể, có nghĩa là già dai ấy, thì cũng khá là đông đúc. Cho nên là bên nhà trai cũng đã chuẩn bị rất là nhiều xôi ra để làm quà cho khách hàng, cho khách đến gỗ các bạn ạ. Đây, và mọi người thì cũng đang đứng ở đây để sẵn sàng chờ chào đón những vị khách mời đến ăn cỗ và sẽ được nhận những phần quà rất ý nghĩa, đó là một gói xôi màu. Bây giờ Sơn sẽ hỏi thăm chị này một chút các bạn nhé. Thì cho em hỏi là đang đau học, đang uống nước đá, đang đau học. Không phải, cái này nó không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Em chỉ hỏi một chút là cái nhiệm vụ của cô với cả chị ở đây là đứng đây để trao, có nghĩa là để phát cơm, phát quà. Phát quà. Phát quà cho khách đi vào. Nhưng mà tại sao, vâng, cái này thì cháu biết rồi. Nhưng mà tại sao cô lại không mặc cái bộ trang phục của người Giao Tuyển mình lên cho nó đẹp? Nóng quá. À, có nghĩa là vì thời tiết hôm nay nó cũng khá là oi bức cho nên là mình không muốn mặc. Cho cái đấy thì mình không bắt buộc đúng không? Không bắt buộc thì chỉ là những người đi phù dâu hay phụ phù dâu đi trang điểm các thứ thì mới phải mặc thôi đúng không ạ? Mặc lúc khách vừa đến một cái tiếp khách lúc đấy mặc xong bắt đầu khách vào trong bắt đầu tổ. Dạ, vâng ạ. Thế là cô này như thế nào với cả nhà chú rể hôm nay ạ? Đây là bà mối của nhà trên họ nhà trai. Nhà trai. À, chính là bà mối. Bà mối của bên nhà trai các bạn nhé. Và bây giờ thì đang có nhiệm vụ là đứng đây để chờ khách điên cỗ về và trao những cái phần quà, đó là những cái gói xôi màu đây các bạn nhé. Thank you.
Như vậy là hai chị em ở bên họ nhà trai thì cũng đã có những câu hát cảm ơn, hát đối đáp. Và bây giờ thì nghi lễ tiếp theo, thủ tục tiếp theo thì sẽ như thế nào thì xin mời quý vị cùng xem tiếp. Như các bạn quan sát thấy thì đã có ba chị em ở bên họ nhà gái. Và chương trình tiếp theo đó là sẽ là những cái câu hát đối, hát giao duyên. Bên họ nhà gái sẽ hát đại diện nha các bạn. Bên nhà gái thì luôn luôn là phải có ba người. Một người chính và hai người phụ. Đó, thì các bạn quan sát thấy thì ba người đã được chuẩn bị và
Màn đầu tiên là sẽ là màn mời rượu, sau đó là sẽ bắt đầu hát giao duyên. Và bây giờ sẽ là màn hát giao duyên các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.